Chào mọi người, vlog này mình sẽ nói về ốc. Mình rửa những cái lớn rồi, nhưng mà giờ đây một đống ốc đây, cả trăm con á nè. Thì sao cái ốc này là gì? Nó nằm trong những cái, ở đây nó có một cái lồng vè bằng nỉ, thì những con ốc này để giữ cái lồng vè trong này, thì nó tiếp xúc với cát đất rất là dữ. Khi mà mình mở ra là mình có thể nghe rột cát nhỏ nó bám xung quanh cái con ốc này rất là dơ. Thì sẵn tiện đây mình mở ra, mình làm sạch đống ốc này luôn, xong mình gắn vô đã, mình muốn trả nó về xe mới mà. Thêm một cái nữa là khi mình làm sạch cái con ốc này nè, thì cái re này nó không có dính những cái cát đất nhỏ này mình còn thấy nè. Thì khi mình vặn vô nó không có rột, nó không hư re, với lại cái lực nó chính xác hơn, vì có cát đất trong này là cái lực siết nó bị sai. Đó. Nói chung là mình muốn trả cho nó về factory condition là như vậy, rất là đã. Lâu lâu mình phải có những project điên khùng đến như vậy. Mọi người cứ sợ là khách hàng hay là những người khác, người ta cứ nói là điên quá làm vậy làm chi, khùng rảnh quá. Nhưng mà kệ nó, mình cứ điên đi. Giống như là Steve Jobs hồi xưa cũng kêu là những cái người mà design MacBook, người ta cũng kêu là ông điên quá, cần gì mà phải chỉnh chu những cái bo mặt trong đó. Steve Jobs kiểu là từ ngày xưa là nếu mà làm một cái tủ đẹp á, thì sau lưng cái tủ không ai thấy hết, nhưng mà cũng phải là cái gỗ xịn. Đại khái là vậy. Thì trong cái bo mặt của MacBook rồi được các cái nhà báo cũng rất là ca ngợi. Thì đại khái là gì? Là mình muốn nói có những cái có khi khách hàng không có thấy những cái chuyện mà mình làm như thế này đâu, nhưng mà mình cứ làm đi, mình cảm thấy nó rất là đã. Nhưng mà cho đến một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên khách hàng thấy được thì họ mới wow. Giống như mình kể một cái ví dụ là cả đám đi chơi, xong rồi có một chiếc xe Mercedes nó bị xì bánh, thế là bay vô phụ tháo cái bánh sau, bánh sơ cua. Mercedes thì đời xưa nó đời 2010 sao ấy, nên nó có cái bánh sơ cua. Thì lấy ra mở cái hộp bánh sơ cua xuống mới thấy wow, rất là sạch, kể cả cái bánh cũng sạch. Thì đương nhiên là sạch từ đâu? Ở đây mình chăm sóc, mình làm luôn cái khoang bánh sơ cua, mình làm sạch cái bánh sơ cua, mình dưỡng cả cái lốt bánh sơ cua. Thì cái đó thường khách nhận xe đâu có mở bánh sơ cua lên coi chi dữ vậy. Nhưng mà đến khi mà thấy thì sẽ wow. Đó là cái khái niệm mà mình muốn nói, là mình cứ làm chuyện của mình đi, đừng lo, từ từ rồi mọi người sẽ thấy. Chào mọi người, sau khi đã làm sạch những cái con ốc hốc bánh, ở đây tổng cộng chúng ta đâu đó có 133 con thì phải, rất là nhiều. Ở đây có ghi rất là rõ, ví dụ nhìn con ốc nó sạch tới cỡ này nè, nhìn đã không, ken xà beng tệ luôn đó. Bây giờ gắn vô, nhưng mà trước khi gắn thì mình cũng cứ ngắm để cho nó đã. Công nhận là dưới này là phải nói là một tác phẩm nghệ thuật luôn, về mechanical quá dữ. Mọi thứ là nó đều có cái mục đích của nó. Ví dụ nhỏ chỗ này thôi, coi cái chỗ này, tại sao cái chỗ này á là nó lại có cái miếng này. Cái miếng này là miếng gì? Ở đây nó có một cái miếng cao su, thì tại sao nó có một cái miếng che này ở đây? Nó che ở đây cho khỏi cát đất văng vô cái này á. Cũng không hẳn, nó cộng thêm là cái thắng đĩa này khi mà đua thì nó rất là nóng. Mọi người có thể thấy trên clip mà mấy xe này chạy trong trực đua, cái thắng đĩa này nó đỏ lên luôn. Thì nó đỏ lên rồi nó toát hơi nóng khủng khiếp. Nhưng mà có cái này nó cản, giống như cái này gọi là heat shield, cản nhiệt để cho nó khỏi chảy cái cao su này nè. Tính rất là kỹ từng chi tiết trong này, là nó tính kỹ hết. Tại vì nó đã cố tình nó làm cái khung sườn bằng carbon để cho nó nhẹ rồi, cho nên là nó những cái chi tiết nào thừa là nó không muốn bỏ vô. Xe này chủ yếu là nhẹ,